Dạ ông bà cô chú ơi, hai mẹ con nè, xin kính chào ông bà cô chú. Thì Hana nó nở rồi nè. Hana nó tưới tưới cây hoa nè cả nhà. Na thì bông này, cây hoa này bữa hổm Châu với cô Na đi bữa đi chợ đó, cái gặp người ta đang tặng nhận hoa, người ta phát hoa. hát trong Ai đây luôn muốn hả? trồng thì nhận về trồng. Mà hát trong đây luôn hả? Cái Châu với cô Na vừa nhận về hổm gài, nó nở hổm gài rồi nè mà nó chưa tàn nữa nè. Bữa nay Na ra Na tưới hoa nè, bữa Mẹ nay là bữa sáng chủ nhật nha ông bà cô chú. Kha này phải tới nó nghèo hay gì đó tới tới mình tới nó nở. Ừ đúng rồi, tưới nước nhiều nó cho nó có nước nó mới nở hoa phải không con? Tưới nữa không, nhiều đủ chưa, chút thôi hả? Ở ngoài cũng có cũng hoa bông này nó nở nè ông bà cô chú. Bông này cũng nhìn cũng giống giống như bông mai nè, nó vàng nè. Mẹ mẹ lấy nước thêm cho nè. Hồi nãy Na xin kính chào bà cô chú đi, mẹ đang quay, Na chưa chào bà xin cô kính chào bà cái chú con người là cầm sáu tuổi rồi nha. chú. Mẹ hồi nãy là giờ tay coi ham mà nó kêu tục 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 cái gì đó mèo đi hay là con gì nó đi đó Vậy đó hả? Không mà cô chú nghe Na đâu. nói cái gì không? Na nói hồi nãy Na ra Na coi hoa mà Na nghe cái con gì nó kêu tục 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 tục, giống như con mèo hay con gì nó đi vậy đó. Mày vô lấy nước cho Na nha. Dạ, chúc thôi nè. Nó ra cái bình nhỏ quá tưới nên là nó trào nước ra ngoài nè. Chạy nó đi để Mẹ ra nếp nó ra là tủ rồi hả? đủ rồi, dư luôn rồi đó. Được rồi, vậy là được rồi. Thôi đi vô. Mà sao đây bên đây nhiều đây chút. Thì bên này con tưới nhiều nên nó ra nhiều, còn bên đó con tưới ít nó ra ít. Chút nữa đi. Chút nữa đi hả? Rồi chút nữa đi, muốn tưới thì tưới đi. Tưới nước, cái đó gọi là tưới tưới nước cho cây. Thấy không? Tiếng Việt là tưới nước cho cây. Được rồi. Tiếng Hàn là gì? Mùi cho Mùi cho. không biết nói sao. Để. Nam mô e kê mùi cho. Đừng đụng nước nó dơ đó con. Rồi đi vô. Chào Nói hay đẹp dễ quá. thương, đẹp quá. Má Gì con? hai này nở nhiều hơn cái này. Hoa Hai đó. này nở nhiều hơn cái này. Hoa đó nở nhiều hơn hoa đó Mà hả? gì luôn này đẹp quá. Tới cái này ha nữa không rồi tới cái này ha nữa không rồi tới cái này ha nữa không Nó nói rồi tới cái này ha nữa không rồi tới cái này ha nữa không nó rồi nói tới gì ông bà cô chú hiểu không? cái này Nó nói là hoa này nở nhiều, rồi tới hoa này, rồi tới hoa này, rồi tới hoa này, tới nơi hoa này, giống như là cái hoa nở nhiều rồi cái hoa nở ít 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 từ 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 từ. này trước cái này tha nhiều chứ. Cả nhà ơi, giờ là buổi trưa. Hôm nay thì Châu nấu cơm, mẹ con cho ăn cơm ở nhà. Thì từ hồi ngày ba Nina đi nhập viện tới nay thì đây cũng là bữa cơm đầu tiên Châu quay ở nhà. Thì thường thì buổi trưa ngày mấy bữa mà có Na ở nhà thì thường đi ra ngoài đi với cô Na, đi công chuyện, đi công việc này kia đó, nên là Châu ăn cơm ngoài luôn. Rồi cũng có nhầm khi ăn cơm ở nhà nữa, nhưng mà mấy lúc đó thì ăn cũng đơn giản lắm. Châu lấy đồ ăn ở quán về á, như rau đặng trộn á, cả nhà rau trộn á, Y gọi y lâm bồ á rồi đem về nhà ăn. Y gọi y lâm bồ á
Ban gì? Ban ban tông. Rồi cái Châu cũng không có quay, mà hôm nay thì nói chung cũng ở nhà cũng không có vui đó, nói chung là rồi cũng không quay. Hôm nay thì Châu quay chia sẻ bữa cơm của hai mẹ con ở nhà, quay ở nhà ăn cơm ở nhà, còn ông bà cô chú thì hôm nay Châu làm cái món cái này là cái phay ra phay từ ở Hàn Quốc đó cả nhà. Châu sẽ nấu canh với một ít tép nè, với lại nửa hộp mà thịt hộp còn cái lúc cho Nay ăn còn dư á, Nay lấy ra hai mẹ con ăn. Cái tỏi này Châu sấy sẵn rồi, nên là bây giờ đem ra bỏ vô cái rồi cho nó thơm lên rồi cho bỏ thơm vô. Rồi à, thơm nó thơm rồi, cho bỏ nước vô. Châu ơi, một ít châu sắt còn một ít châu đập nè, này là đập nè, để bỏ vô cho cái nó nước nó đặc đặc á, cho bên nè nó ăn. Nước này hơi ít nè, bỏ thêm. Thôi chừng nào canh gần chín thì cho mới chiên cái thịt hộp. Ông thì cả nhà ơi, Châu làm cơm xong rồi, về hai mẹ con cho ăn cơm. Ủa, Na đâu mất tiêu rồi ta? Na đâu mất tiêu rồi ông bà cô chú ơi? Na ơi. Na đang hầu ông bà cô chú nè. Rồi con xin mời ông bà cô chú cùng ăn cơm nè. Xin mời ông bà cô chú cùng ăn với nhà nha. Xin mời cả nhà cùng ăn với hai mẹ con nha. Ăn đi con, ăn này đi hồi chuẩn bị đi ra quán làm. Bữa nay coi như là bữa cơm đầu tiên sau ngày Mana đi nhập viện tới nay thì Châu mới quay video ăn cơm ở nhà. Bữa nay cũng được gọi là bữa cơm tôm tắt của hai mẹ con Châu, nhưng mà không có ba. Ăn đi con. Xin kính mời cả nhà cùng ăn với hai mẹ con nha nha. Mấy cái con cá gom này nè cả nhà, hôm bữa ngoài quán nó bạn cô Na cho Châu đem về còn như lên nữa hết nè. Rồi không? Nè con ăn với mình nè. Thật thật. Canh ngon quá. Mẹ Na ăn ăn hết trước nè. Không muốn làm. Không muốn làm thôi. Ăn nhầm 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 bún hết rồi. Nãy giờ tắm rửa cho Na xong cho làm cơm ăn. Đâm 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 bắp cho thô. Ăn giỏi cho mà cô chú khen nè. Đủ đó đi con. Chị em mình á, ai ở nước ngoài ở Hàn Quốc á thì thèm canh phay từ ở cả nhà thì mua cái loại phay này của Hàn Quốc nè. Ăn thì nó cũng giống 80% chứ không có giống lắm. À, ở Hàn Quốc gọi là củ ma ma. Thứ 5 cái thùng mới
Khoan, cái thịt này con có thấy nó hơi lạ lạ không? Thịt này nè. Dạ. Thấy nó lạ lạ. Mẹ sao? Mẹ cũng thấy nó hơi lạ lạ. Thịt này kiểu như Châu anh mua cái để làm cho Nang á. Cái mà Na có một mình Nang đâu có hết cả nhà, cái mỗi lần làm cho sắc 2-3 miếng, cái còn dư là để cũng hổng nay á, cho bỏ vô bọc để tủ lạnh. Nó không có hư nhưng mà kiểu như cái mùi nó không còn đậm đà giống như lúc mới. Ăn uống ngồi hàng hoàng coi. Món canh này ngon lắm. Canh hai tầng. Gì vậy không? Ngày mai Châu à, ngày mai Na đi học rồi, Châu cũng đi công chuyện với cô Hana, đi chắc từ sáng tới chiều mới về. Đi rồi vừa ra quán luôn. Từ lúc ba Na nhập viện tới giờ thì hai mẹ con hơi bận bẹo, mà cũng nhờ bận bẹo nên cũng đỡ có thời gian trống để suy nghĩ nhiều việc. Con lẹ đó không? Nhìn ra đây con dài quá, con mặn chút ra nha. Ông bà cô chú ơi, hai mẹ con đang ăn cơm xong rồi. Thì hồi nãy giờ là cái video nó cũng dài nên là Châu cắt đỏ bỏ một đoạn rồi. Ăn xong rồi Châu xin hai mẹ con Châu xin kính chào ông bà cô chú. Thì cái hôm nay Châu quay cái video đầu tiên từ ngày ba Na nhập viện tới nay, thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên Châu quay ở nhà. Ba Na nhập viện tới nay thì cũng hơn 2 tháng rồi cả nhà. Thì cũng có nhiều cô chú hỏi là ba Na như thế nào và có đỡ không, thì ba Na cũng vẫn vậy rồi cả nhà. Thì mấy lúc Châu đi thăm Châu cũng có quay, nhưng mà Châu quay cho Na coi, với lại Châu quay cũng định là có cái tiến triển tốt thì Châu chia sẻ với cả nhà, nhưng mà cũng vậy hà nên là thôi Châu cũng không có chia sẻ. Thì hôm nay hai mẹ con ở nhà cũng nấu bữa cơm đơn giản ăn rồi quay.
chia sẻ của ông bà cô chú. Thì hai mẹ con Nay xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú, cảm ơn cả nhà đã luôn xem video ủng hộ á. Hai mẹ con Châu ủng hộ gia đình Châu nha. Xin kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và xin chào ông bà cô chú với mẹ nè. Xin kính chào ông bà cô chú, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye. Hết thư.